Dạ xin chào anh em đã quay trở lại với kênh xe tải của em. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em với dòng xe Jack N900. Thì đây là cái dòng phiên bản thùng lựng nha quý vị. Phiên bản thùng lựng của mình thì nó sẽ có cái mức tải trọng là 9,4 tấn và có cái chiều dài thùng là lọt lòng là 7m chiều dài. Đây như đây quý vị có thể thấy cái xe đây. Xe thì sẽ được mở 7 bựng. 7 bựng thì toàn bộ các bựng này bựng sắt hết, rất là chắc chắn ha. Xe này thiết kế dành cho các anh em, các bác mà chuyên chở sắt thép cũng như là những cái đồ nặng thì mình sử dụng xe này. Tải 9,4 tấn thì mình có thể chở 10 tấn được, rất là vô tư. Và thêm cái nữa là những cái bựng này làm rất chắc chắn nha, làm rất chắc chắn. Quý vị có thể lên xem trực tiếp. Chiều dài lọt lòng bựng thì nó sẽ là chiều dài lọt lòng thùng sẽ là 7m và ngang là 2m280 và cao ở đây là khoảng 750 nha quý vị, 750mm đó. Thì mình sẽ đếm tận mắt mình xem cái thùng đây. Thì mỗi một cái bựng thì sẽ có 4 cái bản lề như vậy, cũng rất là cứng cáp. Đó, bựng thì sẽ là tôn dập như vậy ha, đảm bảo cái tính bền chắc cơ học của xe, cũng như là nhìn nó rất là đẹp đẽ ha, đẹp mắt nha. Còn bên này mình sẽ có cái phần tay khóa con tôm này. Đó. Đây để mở ra một cái cho quý vị nào mà chở sắt thép hoặc là chở hàng, mình có thể nè. Mình có thể là mình mua cái thùng này ha. Ví dụ những cái phần trụ này mà quý vị muốn bỏ trụ đi để mình lên xe nâng cho dễ, cũng rất là dễ làm nha quý vị nha. Đó. Hầu như là người ta đã thiết kế sẵn luôn rồi nha. Thiết kế sẵn cho mình luôn. Đó. Còn sàn này thì sàn sắt 3 ly ha, sàn phẳng nha. Quý vị nào đang có nhu cầu làm cái loại sàn khác, ví dụ như sàn dập lá me hoặc là sàn dập sóng, thì bên tùy trường hợp hàng hóa của mình vẫn có thể làm giúp được nha. Đó. Phần phía trên này thì mình sẽ có cái phần mà phần này nó được bọc bằng tôn ha, cũng rất là chắc chắn ha, để chống va đập vô cái cabin, và kèm theo đó là mấy phần này để mình ràng hàng hóa mình lại đó. Rồi đối với cái xe Jack N900 tải 9,4 tấn này thì cái phiên bản thùng này hiện tại là đang được rất nhiều khách hàng, người ta nhất là những khách hàng chở tôn thép, người ta đang quan tâm này ha. Ví dụ như tuần rồi là em cũng có được một số cái anh công ty về tôn thép người ta hỏi về xe này nha quý vị nha. Còn đây là phần thùng xe phía sau đó quý vị đấy. Nếu mà chiếc xe này mà quý vị lấy về thì cái thùng này nó rất là chắc chắn như vậy, là mình không cần phải làm thêm gì cả, mình chỉ việc đưa vào vận hành thôi. Phía sau này chassis của xe thì chassis là hai lớp rất là cứng cáp, để tải nặng. Ví dụ quý vị tải khoảng 15 với 17 tấn, ví dụ như lâu lối tải như vậy thì mình nên thêm mỗi bên một lá nhíp nè. Và phần phía dưới khung gầm này quý vị xem này, phần phía dưới khung gầm thì mình sẽ có là xe sử dụng phanh hơi lốc kê. Đó, tính năng an toàn của xe là có phanh hơi lốc kê đó, hai bầu hơi rất lớn, và cầu xe là cầu 8 tấn, cầu xe là cầu 8 tấn có tỷ số truyền là 4.8 nha quý vị nha. Thì lý giải tỷ số truyền 4.8 này là tỷ số truyền đã được nhà máy nghiên cứu rất kỹ ha, và hầu như các xe 9 tấn này, 8 tấn người ta đều tỷ số truyền từ 4.5 đến 4.8 để cái xe mình nó được cái độ tải nó được tốt ha quý vị. Tại vì hầu hết những cái xe, ví dụ hầu hết những cái xe mà xe tải nhỏ như vậy thì mình sẽ đi chung với hộp số nhanh nha quý vị nha. Đó, còn đây là phần cabin xe. Cabin xe thì xin mời em sang bên kia quay cho khách người ta coi. Xin mời quý vị lên xe. Thì cabin xe này em đóng cửa lại tại vì đó là đường. Cabin xe của mình thì nó với trang bị cơ bản ha, một cái trang bị nó khá là phù hợp với các khách hàng mà ví dụ một ngày mình chạy khoảng 400-500 km thì mình có thể ngả ra thoải mái như vậy trên ghế nỉ này ha. Hệ thống máy lạnh là lạnh rất là nhanh. Thêm cái nữa là xe mình sẽ trang bị những cái kính chỉnh điện một chạm như vậy, khi mà xuống cái chạm qua chạm thu phí rất là dễ dàng ha. Gương thì mình sẽ có hai option lựa chọn, đây là option cơ bản. Còn nếu quý vị nào mà đang muốn lên option gương hộp thì mình sẽ cộng phát sinh khoảng 2 triệu do mình để mình có một cái gương hộp nha. Đây thì tay lái chỉnh điện này, có kết hợp hệ thống ruy control này đấy, tất cả mọi thứ đều hiển thị bằng điện tử hết. Rồi hiện tại thì xe của mình thì đang là xe hộp số 6 cấp số tiến và 1 cấp số lui. Đây
Đây thì mình sẽ coi thử nha, vào số này, đây là vào số da, rất dễ dàng nha. Bác nào mà nói là đó, bác nào mà nói mà vào số nó nhẹ thì chắc là phải nói cái dòng 8-9 tấn này của Jack, nó vào số rất là nhẹ ha, rất đơn giản. Số 5 này, số 6 rất đơn giản nha. Bây giờ mình thử đề máy lên nha. Đây là phanh tay, dầu ít quá. Đó, đây máy lạnh này, thử nha. Xe đi rất là nhẹ nhàng ha quý vị nha. Đây, về số đây. Đối với cái xe thùng lực này thì quý vị có thể thấy rất rõ đằng sau ha, rất rõ đằng sau mình không có cái khuất khuất tầm nhìn vì cái xe của mình nó thùng lực. Máy lạnh thì là mát rất là nhanh. Cái động cơ Cummins này của xe thì rất là nhiều cái clip mà em đã giới thiệu cái xe này rồi, rất là nhiều clip. Cái động cơ Cummins này là động cơ Cummins 3.7 lít. Bây giờ mình xuống mình xem xe đi, sẵn cho ví dụ bác nào chưa xem các clip khác đó. Mình xuống mình xem chiếc xe đi. Thì mới có một cái cơn mưa xong, cho nên hiện tại là bây giờ cái động cơ nó cũng hơi bị dính bùn đất tí xíu nha quý vị nha. Đây là động cơ Cummins này. Động cơ Cummins này đặc biệt cái xe 9 tấn này khi mà quý vị mua là nó sẽ không có xài dung dịch xử lý khí thải nha. Không xài dung dịch xử lý khí thải, vì vậy là quý vị rất là an tâm khi mà chạy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ Cummins này có dung tích là 3.76 lít ha. Tăng áp và phun dầu điện tử. Tất cả cái hệ thống tăng áp thì hệ thống tăng áp nó đến từ cái Bosch, cái hãng công nghệ Bosch của Đức ha. Còn cái hệ thống phun nhiên liệu điện tử này là đến từ cái công nghệ của Nhật nha quý vị nha. Thì nó cho cái hiệu suất là phun rất là chuẩn, có nghĩa là chỉ có hết phải 15 đến 16 lít trên 100 cây thôi. Cái động cơ của mình khi mà mình đè nổ thì cái độ rung rất là thấp ha. Một phần đó là vì cái chỗ thiết kế cái phần đầu này là mình có thêm một cái thanh là trọng lượng ha, và giảm cái thanh cân bằng này nó sẽ khiến cho máy mình nó sẽ không có rung nhiều. Và vì như vậy là cái máy này nhà máy Jack người ta cũng đảm bảo cho mình là 5 năm 150.000 cây ha, bảo hành nha quý vị nha. Đó, thì quý vị có thể thấy đó, phần treo trước thì mình sẽ có phục trợ lực cũng như là giảm sóc và phục trợ lực về phần nhíp lá nha quý vị nha. Đó, hộp số thì 6 số, tất cả mọi thứ của xe Jack này đó đều được đồng bộ hết. Vì vậy cái xe này bản chất là 3 đến 4 năm nay được rất nhiều người ưa chuộng. Đó, bây giờ mình xuống mình tổng kết một số cái như quý vị nha. Cái xe tải Jack 9 tấn 4 thùng lượng dài 7m này, mình còn có phiên bản nữa là 8 tấn 6 thùng dài 7m6 như quý vị nha. Nên quý vị có thể lựa chọn giữa hai phiên bản này. Thì cái mức giá mà của cái xe này nó, nếu mà quý vị mua làm bánh luôn nó tầm khoảng 750 đổ lại thôi. Đó, tầm khoảng 750 thì quý vị có thể là sở hữu một chiếc xe. Tại vì đang có chương trình khuyến mãi mà rất nhiều mà, trong những tháng cuối năm. Xe này hiện tại đang có màu trắng và màu xanh cơ. Đây là hai màu cơ bản của xe. Nếu quý vị nào quan tâm có thể liên hệ theo số máy 0357336326. Và xe này cũng vay được hơn 500. Quý vị chỉ cần trả trước khoảng từ 200 đến 201 thôi là quý vị có thể sở hữu chiếc xe. Cảm ơn quý vị rất nhiều trong ngày hôm nay đã coi clip này. Cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe.